Hôm nay Hương Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều đầu xe đang được chào bán tại bên em Lê Hương Ô Tô Hải Dương. Hải Dương các bác ạ, thật sự sáng thì mưa to, bây giờ thì lại lắng to rồi. Với cái thời tiết như thế này mà đi xe máy cứ mở ra áo mưa xong lại mặc vào áo lắng rất là ngại luôn. Bây giờ ô tô đi là quá là lựa chọn hoàn hảo rồi. Em chào anh Đào Ngọc này, chào anh Bùi Tấn này, chào anh Trần Văn Lộc, chào anh Trần Luyện. Số hotline em sẽ ghi ở đây luôn nhá, 0354602790. Khách hàng nào quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Trong ngày hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe Honda City. Honda City Top các bác nhé, Honda City Top bản Top này. Xe thì cực đẹp luôn, số tự động đẹp mà có hơn 400 triệu thôi. Em chào anh Nguyễn Tuấn này, anh Tuấn ơi, hôm buổi sáng nay anh hỏi em về con Morning đấy, là hôm qua cho đấy là em cọc có khách cọc rồi, em bán cho khách rồi anh nhá. Em chào bác Phùng này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Nhiều xe đẹp lắm này, về nhiều nhất vẫn là những dòng xe trên 200 triệu nhập khẩu số tự động CDX. Đợt này em Hương về thêm rất là nhiều CDX vì xăng dầu nó cũng rẻ rồi. CDX thì với một động cơ 1.6 thì đi khá là ổn định. Mà với cái tầm tiền trên 200 xe nhập khẩu đầy đủ cửa lóc thì đi CDX nó quá là hợp lý luôn nha các bác nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đi ạ. Kết nối Zalo cho em đi 0354602790. Địa chỉ bên em với địa chỉ giao dịch 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Em chào anh Nguyễn Linh, chào anh Hùng Việt nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bác nào quan tâm về những dòng xe nào thì cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ trực tiếp tư vấn cho mình. Ui, lắng quá. Hôm nay em về thêm Chevrolet cầu đuôi này, CDX này, về thêm cả Honda City bản top này, về thêm V Innova và về thêm rất là nhiều dòng i10 và Vios các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Giang Vũ nhé, cho em xin 1 phút nữa thôi. Nãy em sẽ đi buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Phải mặc áo bảo hộ vào, lắng quá. Sáng thì mưa to, đang quay video thì mưa to, giờ thì lại lắng to rồi. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Một lượt chia sẻ em sẽ giảm cho mình 1 triệu đồng, 10 lút chia sẻ là có 10 triệu đồng rồi. 15 lút là giảm 15 triệu, chỉ cần 10-15 lút thôi là các bác có thể mua xe với giá rẻ hơn so với thị trường 10-15 triệu rồi. Cảm ơn Phạm Anh Trần Tâm nhé, chia sẻ cho chị Hương được không ạ? Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Em sẽ bắt đầu đi báo giá đây ạ. Hôm nay thì em sẽ lên sóng đầu tiên về một chiếc xe BMW, hay các bác còn gọi là một chiếc xe mui trần đấy ạ. BMW số tự động đẹp bản nhập khẩu với động cơ trang bị là 3.0, nhưng điều đặc biệt là em này là máy turbo, nên với cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ rơi vào tầm 10 lít thôi. Để mà đi xe xăng mui trần đẹp như thế này mà bỏ ra 10 lít xăng trên 100 km thì các bác có thấy là xứng đáng không ạ? Vì những cái dòng xe này thì chỉ có thể là đi gia đình, đi chơi, hoặc là những cái bác nào mà có hội nghị, dịch vụ hoa đám cưới thì các bác sẽ mua chiếc xe này ok hơn. 10 lít xăng trên 100 km với giá 696 triệu thì đi xe BMW đó là một cái trải nghiệm mà rất hiếm khi các bác có thể được trải nghiệm các bác nhé. Xe thì cực đẹp mà giá bây giờ chỉ có hơn 600 thôi. Đèn bi salon BMW 2007 335i, số tự động đẹp đây ạ, 696 triệu. Mui trần cực xịn sò cho em nhé. Đi xe này thì chỉ có là auto đẹp trai thôi các bác này. Đây ạ, nếu như bác nào mà cứ than là mình vẫn còn FA thì chứng tỏ các bác là chưa có xe đẹp đi rồi. Chứ nếu các bác có xe đẹp đi là không bao giờ FA đâu nhé. Số tự động đẹp này hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, gương kính không viền, mui có thể xếp lên và gọn như thế này được các bác này. Xe thì cực đẹp luôn, 696 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Thấn Thành nhé, chào anh Lê Văn Trung, chào anh Dương Ca. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân hội nhóm để được mua xe với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Em chào anh Trần Giang này, hôm nay thì em còn mới về thêm một siêu phẩm CDX nữa đây. Bác chủ cũ là một người cực kỳ yêu thích sự phóng khoáng thể thao, nên là bác đã độ lên cho em CDX này một cái bộ mâm các bác này. Đối với những cái bộ mâm này mà khi các bác lưu hành trên đường thì tất cả mọi sự chú ý sẽ dồn vào bác luôn. Vì sao? Vì bộ mâm này, hình thức xe bên ngoài rất là đẹp,
Số tự động đẹp CDX đời 2009. 2010 các bác nhé, 2010. Mà giá chỉ có bao nhiêu tiền? 245 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. CDX nhập khẩu đây, la răng thể thao dán thêm những cái hình sticker cực đẹp luôn. Đèn bi salon mặt phía trước cũng độ lên rất là đẹp, biển 38 này, đuôi 00. Số tự động đẹp, cửa sổ trời đầy đủ cho em, bộ mâm la răng cực kỳ xịn xò luôn. Không thể ngờ được mà mới với hơn 200 triệu thôi mà các bác có thể sở hữu một chiếc xe sedan 2 đầu. Động cơ trang bị 1.6, nhập hàn xịn đẹp như thế này đúng không ạ? Lắp hết lipo rồi, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ cho em các bác nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho em bên đâu nào. Em cảm ơn anh Trấn Thành ạ. Anh Thành ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em gái nào. Em cảm ơn anh Hà Nguyễn nào. Rất là nhiều dòng xe mới đang được cập nhật bên em đây, Hương Ô Tô Hải Dương các bác nhé. Em sẽ đi ra bên ngoài một chút này, vì bên ngoài hôm nay em Hương mới về thêm một chiếc xe Honda, Honda City Top các bác ơi. Hôm trước bác nào hỏi em về Honda City, thậm chí là City hay là Civic thì em Hương đều có này. Honda City đời 2017, máy Eco 1.6, số tự động đẹp. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi nhưng giá chào bán chỉ có 455 triệu thôi. 455 triệu cho chiếc xe Honda City biển 20. Em quay kỹ cả biển số này để các bác nào có bên YouTube mà có muốn chốt xe thì chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em 0354602790. Đèn halogen, đèn gầm đầy đủ, xi nhan tích hợp trên gương. La răng thể thao đẹp rồi. Phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Hôm nay em sẽ quay kỹ một chút về chiếc xe Honda City bản top này của em nhé. Lên màn hình Android cực lớn luôn, những dòng xe hạng sang mới lên được cái màn hình chất lượng như thế này. Có ga tay tự động, có lưu control khi các bác đi lưu thông trên khu đường quốc lộ như cả đường cao tốc chẳng hạn, rất là nhàn chân ga và tiết kiệm nhiên liệu. Máy em này là máy Eco, có ga tay tự động rồi, đề đổ thông minh, số tự động đẹp. Honda City, Honda City Top nhé các bác nhé. 455 triệu cho một chiếc xe. Có con Morning nào tầm 150 quay đầu không em? Morning thì em còn có một chiếc xe Honda mà Morning bản Kia Morning bản Sport 128 triệu bản hatchback anh nhé. Hôm trước thì còn có số tự động cơ nhưng hôm nay em bán rồi. Morning nếu như mà để muốn đi gia đình dịch vụ đều ok thì anh phải mua cái dòng xe nó tầm hơn 200 triệu một chút. Ví dụ như chiếc xe Kia Morning màu đỏ đẹp này của em Hương với giá chào bán là 228 triệu em vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Kia Morning màu đỏ 2017 228 triệu bao rút hồ sơ, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho những bác nào đang tham gia buổi báo giá của em Hương đây ạ. Để lại số điện thoại cộng chia sẻ cho em sẽ tư vấn cho mình nhé. Hoặc bên đây cũng có Kia Morning nữa đây, đợt này em về rất là nhiều Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning màu đỏ này giá chào bán thì cũng chỉ có 200, con này thì cũng chỉ có 218 triệu thôi ạ. Màu đỏ đẹp quá, em cảm ơn bác Long Giang, chào bác Phạm Bình nào. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây bác nào quan tâm về Accent, em có cả Accent nhé. Accent đời 2018, số tự động đẹp đây, màu đỏ đây, cực kỳ phong cách thể thao luôn. 475 triệu đời 2018, động cơ trang bị 1.4, bao tiết hãng toàn quốc cho mình cho chiếc xe Hyundai Accent bản sedan 2 đầu cực đẹp như thế này. Số tự động đẹp, xe lữ sử dụng. Em sẽ đi ra ngoài rồi em sẽ đi vào trong nhé. Ở bên ngoài đây thì em còn có bán tải này. Bác nào quan tâm tầm xe bán tải từ 400-500 triệu thì bên em rất là nhiều. Bán tải Ford Ranger số tự động 1 cầu đời 2017, động cơ trang bị 2.2, biển 17 này. Biển 17 đây, 586 triệu cho chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2017 đẹp cho em đây ạ. Đỏ đẹp như em Hương, em cảm ơn anh Nguyễn Hiếu nào. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Bên đây thì em còn có i10 nhá. i10 biển Vĩnh Phúc 88 này. Số tự động đẹp bản nhập khẩu đời 2017 em đang bán là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe i10 số tự động đẹp của em Hương đây. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Lắng quá, lắng quá nên là em xin phép đi vào bên trong nhá. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn này. Hoặc kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Tối qua có cò vạc bay từ Hà Bình à? Em sao anh vẫn biết nhỉ? Hôm qua
tận lúc em 11 giờ rồi vẫn có khách anh ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe các bác này, biển 21 này, một chiếc Mirage. Mirage đời 2016 số sàn. Đời 2016 số sàn các bác nhìn này, một chiếc xe hatchback form dáng nhỏ gọn xinh xinh, 239 triệu số sàn cho chiếc xe Mirage của em Hương đây ạ. Một chiếc xe Mirage cực xinh luôn, nhìn nó la lá với dòng xe i10 nhưng nó đến từ hiệu Mitsubishi nhá. Mirage đây, 239 triệu đời 2016 số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Còn bên đây thì là tiếp tục ngày bên đây này. Một chiếc xe i10, i10 bản Grand i10, đây là bản đủ này. i10 bản đủ 1.2, rất là hiếm khi mà về được chiếc xe gia đình sử dụng mà nó đẹp như này các bác nhé. Bản sedan 2 đầu, bản đủ 1.2, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, biển 36 Thanh Hóa đây ạ. Xe thì cực đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm về i10 bản đủ em có luôn, hiện tại là có sẵn luôn. Bản sedan 2 đầu 2016 nhập khẩu, em Hương đang bán với giá là 289 triệu, thương lượng lộc lá thêm cho mình, cộng bao rút hồ sơ cho mình nhé. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn và có phanh ABS rồi. Cảm ơn anh My, bác My Kiều. Bác My Kiều ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Lên 100 khách hàng ngày hôm nay, mỗi một đầu xe dù là xe cỏ hay là xe phân khúc hạng sang, em sẽ đều giảm cho mình từ 10 đến 15 triệu trên một đầu xe lên các bác ơi. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Ôi nó ganh mưa, vừa lắng vừa mưa khó chịu quá các bác ạ. Em chào anh Thành An, chào anh Phương Trần, chào anh nhà xe Phạm Lợi này. Ở đây bác nào quan tâm về xe 5 chỗ ngồi gầm cao không ạ? 5 chỗ ngồi gầm cao, hôm qua em lên sóng một chiếc xe EcoSport màu trắng 2017. Thì đúng là xe đẹp thì không thể là quá được 24 giờ lên sóng này. Xe RV đây ạ, Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chào bán là 408 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Honda CRV tới tay khách hàng chỉ có 388 triệu thôi, bớt trực tiếp 20 triệu đồng trên livestream, vẫn bao hồ sơ khách hàng nhà mình. Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đây, biển 34 Hải Dương sử dụng này, tư nhân, và rất là hiếm khi mà CRV 209 giữ được form máy zin, ghế da zin, máy số zin, sơn zin đẹp như thế này. 408 còn 388 triệu đời 2009. Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao SUV số tự động, chỉ với hơn 300 triệu thôi là các bác có thể sở hữu một chiếc xe Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Nghe tiếng chuông điện thoại là anh biết Lê Hương rồi. Hôm qua một bác khách ở đâu nhỉ? Một bác ạ, có thật sự là ở Hòa Bình thật anh ạ, anh Tuấn ạ. Bác ấy ở Hòa Bình thật anh ạ, đến là đặt cọc tiền rồi, đặt cọc 100 triệu cho chiếc xe i10. Là đến mùng 2 tháng này hồ sơ rút xong cho bác đấy, là bác đấy full tiền lốt, là bác ấy lấy xe về, đẹp ngày là bác lấy xe về. Em chào anh Kim Thăng Dương, chào anh Dương Bộ, chào anh Bùi em chào anh Bùi Quang Hà, em chào bác Nga Tuyến nào. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi ạ. Nhiều xe đẹp như thế này mà giá cũng đẹp luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios, Vios đời 2015 bản G, số tự động đẹp, điều hòa auto, biển 34 Hải Dương. Em này thì độ lên body kit cực xinh rồi, 418 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 403 triệu. À xin lỗi, em xin lỗi, 408 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng. 418 còn 408, vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Em body kit này là bản G xịn Vios đây 2015. Động cơ trang bị 1.5 đây ạ. Có đỏ số sàn 2 đầu không em? Số sàn 2 đầu mà màu đỏ thì hiện tại em Hương không còn anh nhé. Hiện tại chỉ có số sàn thì em chỉ còn Kia Morning bản 1 đầu thôi anh ạ. Anh Kim Dương ơi, Kim Thăng Dương ơi, còn đâu em toàn số tự động thôi. Đợt này thì màu đỏ số sàn hơi hiếm anh ạ. Chỉ còn bản hatchback thôi ạ. 418 triệu còn 408 triệu, chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Nghe em Lê Hương nói hay quá, em cảm ơn nhà xe bác, nhà xe Phạm Lợi nhá. Em chào anh Phạm Quang Hải này, chào anh bác Chiến Minh Nguyễn này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương ạ, lên 100 khách hàng đi ạ, giảm luôn 10-15 triệu đồng cho một đầu xe. Ở đây thì bác nào thích Avel không? Chevrolet Avel biển Quảng Ninh với nước sơn màu đồng đẹp, động cơ trang bị 1.5, số sàn đời cao nhá, 2015 mà Avel với chỉ có giá là 225 triệu thôi. 225 triệu cho chiếc xe Chevrolet Avel đời 2015.
Còn nếu như quan tâm về 7 chỗ ngồi số tự động giá rẻ thì em có này, Captiva đời 2007 số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.4 biển 15 Hải Phòng. Đèn bi salon 7 chỗ ngồi gầm cao 238 triệu số tự động nha các bác nhé. Cam lùi, cam hành trình, xi nhan trên gương, đèn bi salon, túi khí an toàn. 238 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 228 triệu bao rút hồ sơ. Đấy là máy xăng Captiva, máy xăng. Còn ở đây với tài chính mà 200 triệu các bác muốn mua xe máy dầu 7 chỗ ngồi số tự động thì em Hương còn có Santa Fe. Santa Fe bản Gold máy dầu đăng ký lần đầu là 2007 nhá, sản xuất năm 2002, nhập Hàn nguyên chiếc. 2.0 7 chỗ ngồi Santa Fe bản Gold. Giá chào bán là 215 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, cắt xả lỗ luôn cho mình còn 195 triệu cho chiếc xe bán cho chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu đây ạ. Em chào anh Đặng Ngọc Thanh, chào bác Khoa Xuân này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia. Kia Soluto đời 2020, đời rất là cao luôn. Biển 37, đèn halogen tích hợp xi nhan trên gương, la răng thể thao, một dàn lốp cực đẹp cho em nhé. Một chiếc xe Kia Soluto đời 2020 số tự động 1.4. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 439 triệu. 439 triệu cho chiếc xe Kia Soluto đây ạ. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, nội thất ghế da thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Con chào dì Vũ Huế, chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh Nguyễn Đức Thiệp này. Chào anh Phương Văn Lương à. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10, Hyundai i10 đời 2015, máy số zin màu đỏ đẹp, động cơ trang bị 1.0, số sàn bản hatchback màu đỏ đẹp đây, 215 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 205 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng mặc dù xe cỏ ạ. Vẫn bớt cực sâu cho mình để các bác có xe đi lại, để vợ con gia đình đỡ phải lắng mưa các bác nhé. 215 triệu còn 205 triệu vẫn bao rút hồ sơ cho hàng nhà mình. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Và bên cạnh chiếc xe i10 form dáng nhỏ xinh là còn có một chiếc xe Kia Morning nữa. i10 nhỏ xinh thì Kia Morning cũng không kém phần đâu. Bắt được một chiếc xe ở bên Nam Định của bác chủ để lại cho em Hương một chiếc xe Morning 2016 rất là đẹp luôn. Kia Morning đời 2016 bản 1.2, số sàn 5 chỗ ngồi với lớp sơn màu đồng đẹp, màu lâu vàng cát các bác nhé. Nhìn nó rất giống với màu của xe Vios vàng cát luôn. Giá chào bán là 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2016 của em Hương đây ạ. 218 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 208 triệu bao rút hồ sơ. Em này thì lên la răng xịn sò rồi. Lên la răng xịn sò rồi này. Màn hình giải trí có luôn rồi. Cam lùi, cam hành trình thì em này có cam lùi thôi nhá. Khi nào tài chính cho phép nhất định sẽ ủng hộ em Hương. Em cảm ơn anh Đặng Ngọc Thanh này. Anh ơi đừng quên những lượt thích trang này, những lượt đăng ký kênh để khi mà em Hương update những video, những buổi live stream trực tiếp báo giá. Với cái tài chính vài chục triệu thì mình cũng có thể mua xe bên em Hương rồi. Nên anh ơi đừng quên số điện thoại của em Hương nhé. 250 triệu mua được xe gì anh Lương Văn Phạm ơi, Lương Văn Phương ơi. 250 triệu bây giờ em lại muốn hỏi anh Hương nè, anh Lương nè, anh quan tâm về số sàn hay số tự động ạ? Số tự động 250 triệu em cũng có CDX này. Còn nếu như số sàn thì có Kia Morning và có i10. Lắng này về nghỉ thôi em ơi. Lắng như này thì các bác mới thương em, mới mua xe của em Hương các bác ạ. Các bác chỉ cần thương em Hương bằng những lượt chia sẻ cho em Hương và đăng ký kênh của em Hương các bác nhé. Con chào cậu Lê Công Tuyên này, chào bác Hữu Mai. 250 triệu có thể mua xe CDX đời 2010 và đăng ký 2011 tại bên em Lê Hương Ô Tô Hải Dương. Nhập Hàn CDX 1.6, số tự động đẹp, đề lỗ thông minh và có cả màn hình giải trí, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Nếu như số sàn thì mua được rất là nhiều những dòng xe Kia Morning giá chỉ trên 200 thôi. Hoặc cố lên một chút nữa thì mua được xe Accent 2011 bản nhập khẩu mà giá chỉ có 345 triệu thôi ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Tucson này. Các bác nhìn này, đây là hai chiếc xe chuẩn bị mang đi giao nhá. Chiếc Mazda 3S đời 20 Mazda 3 đời 2017 phanh tay điện tử này, làm dâu Quảng Ninh rồi. Chiếc Eco 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson màu trắng này thì làm dâu Hương Hải Dương luôn. Còn về thêm một chiếc Tucson,
một chiếc Tucson 2 cầu số tự động đẹp máy xăng đời 2012 với động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký là 5 chỗ ngồi gầm cao đấy ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao có xe Tucson biển Hà Nội, các bác có về Hà Nội thì không mất đến tiền và biển sang tên đổi chủ mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Đèn halogen, gương kính cụp chỉnh auto cho em. 480 triệu cho chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, phí mở một trạm thông minh, đề lổ thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh cho em, sấy sưởi ghế, có làm mát và làm ấm ghế các bác nhé, bản nhập Hàn mà cực kỳ xịn sò luôn. Em chào anh Lường Sao, chào anh Định Múc, chào anh Hữu Mai, chào anh Nguyễn Duy này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios nhé, Vios form mới máy trắng đời 2019 này. Đến cuối 2016 đã là lên form mới và máy trắng rồi, thì 2019 nó đã đẳng cấp luôn. Động cơ trang bị 1.5 đời 2019 em đang bán là 415 triệu. 415 triệu cho chiếc xe Vios. Zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc cho mình. Bản e xịn đời 2019 đẹp nhá các bác nhá, 415 triệu. Còn ở đây bác nào mà đang tập mới lấy bằng này, dù rằng là lấy bằng do mình thi rồi nhưng mà khi ra đường trường chân tay nó còn run rẩy này, chưa tự tin mà lái xe đắt tiền, sợ không may va quẹt rất là xót ruột, thì các bác ơi, một chiếc xe 75 triệu giải quyết được tất cả các vấn đề mưa, nắng, lái xe, tập lái cho mình. Sơ Bắc biển D đăng ký 2 chỗ ngồi em đang chào bán với giá là 75 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào đến xem xe, lấy xe trực tiếp tại bên em, xe cỏ em ăn bớt cho mình 5 triệu là còn 70 triệu các bác nhé. Chỉ cần các bác chia sẻ nhiệt tình cho em Hương thôi ạ. Em chào anh Phan Bắc này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 nữa, biển 98, đèn bi salon và dải đèn led này. Hyundai Accent đời 2018, số sàn động cơ trang bị 1.4. Bình thường Accent thì là ghế sẽ là ghế chỉnh cơ, nhưng riêng đặc biệt chiếc xe này là bác chủ cũ đã độ lên rồi, độ lên ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện ạ. Kia Forte tầm 250 triệu thì em không có nhé, dòng Kia Forte nó sẽ cao hơn so đấy một chút anh ạ. Em xin miếng nước anh ơi, nó sẽ cao tiền hơn một chút anh nhé. Em chào anh Hà Lý, chào anh Hoàng Diễn này, chào anh Phan Bắc. Bên đây thì em Hương còn có một siêu phẩm mới về đây, đầy đủ tiêu chí cho mình, ngon bổ rẻ, biển gốc Hà Nội, có về Hà Nội hay Sài Gòn này sang tên đổi chủ không bị mất quá là nhiều chi phí này. Hyundai Accent bản nhập khẩu, các bác nhìn biển số này, quay luôn cả biển số, biển 29A nhé. Hyundai Accent nhập khẩu đời 2011, động cơ trang bị 1.4, xi nhan trên gương la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Còn đây là bên trong nội thất của chiếc xe Accent này. Accent là một trong những cái dòng xe mà khách hàng quan tâm rất là nhiều, được ủng hộ, được khách hàng yêu thương, vì Accent là một trong những cái dòng xe sedan 2 đầu với cái mức tiêu hao nhiên liệu quá là thấp. Thân vỏ chắc chắn, máy số thì ngon. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, túi khí an toàn, tăng giảm âm lượng, chuyển lách bài trên vô lăng rồi. Màn hình giải trí, em này thì ghế da, máy số zin, sơn zin đẹp luôn. 2011 nhưng bao test hãng toàn quốc cho khách hàng nhà mình. Bao test hãng toàn quốc, nếu như bác nào mà thích chiếc xe Accent 2011 đây ạ, 345 triệu, mặc dù xe vừa mới về, mới cập bến bên em Hương được từ hôm qua thôi, em vẫn để tặng cho khách hàng nhà mình với giá là 345 triệu, còn 335 triệu bao rút hồ sơ. Các bác chỉ việc chia sẻ cho em Lê Hương và chốt xe cọc để em Hương giữ xe. Nếu các bác ở gần thì đến xem xe trực tiếp, ở xa em sẽ hỗ trợ ship cho mình. Em chào anh Lê Tiến, chào anh Dương Anh, chào bác Thị Xuân này. Thị Xuân, chắc là Thị Xuân rồi, chào bác Giang Hân nhé. Cam lùi, màn hình, cảm biến va chạm khi mà lùi xe quá là nhiều luôn. Innova biển Hà Nội trên có 200 không ạ? Innova em có anh Trung ơi, hôm trước em kết nối Zalo nhưng mà anh Trung lại không có dùng Zalo hả anh Trung ơi? Tài chính 180 triệu mua được xe nào? Tài chính 180 à? 180 thì có thể cố lên một chút nữa, cố lên 5 triệu nữa đi. Là em có một chiếc xe i10, i10 đời 2014 bản nhập Ấn, số sàn màu trắng đẹp 2014 em đang bán là 195 triệu. Mặc dù xe cỏ thì em cũng để cho mình là 185 triệu có i10 anh nhá. Có i10 anh ạ. Bác Lê Ngọc Hòa ơi, Honda City em có luôn. Honda City Top em có 2017, số tự động đẹp. Đây,
Đẹp đấy, em cảm ơn anh nhé. Honda City thì em có Honda City Top đời 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6. Giá chào bán là 455 triệu. Để lại số điện thoại em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình nhé. Bác Triển Phạm ơi, bác Nguyễn Trung ơi. Và anh Lê Ngọc Hòa ơi. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Innova thì em có luôn. Em này là biển ở đâu nhỉ? Innova, em có một dàn Innova luôn. Đây, à em này đời cao rồi. Xe đã tô em tạm hết anh Hải Đoàn nhá. Em chỉ còn gì nhỉ? Soluto thôi, xe đã tô em có khách cọc rồi. Có khách cọc đến mùng 2 tháng 8 âm lịch này là bác em lấy xe rồi. Ở đây thì em có một chiếc xe Innova form mới này. Innova form mới đời 2015 lên 2014 15 là Innova form mới rồi, biển hạ 30 đây. Biển 30 đây ạ. Giá chào bán bao nhiêu? 399 triệu cho chiếc xe Innova số sàn 2015 form mới La Răng Thể Thao nhé. Còn nếu như anh Trung ơi, hơn 200 triệu có Innova gốc Hà Nội này, biển 30F này, số sàn 2010 bản G đẹp. Động cơ trang bị 2.0 có Innova luôn, một dàn ỉn luôn. Đợt này em Hương về rất là nhiều Innova. Anh Trung để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho mình nhé. Innova đây, đầy đủ các yêu cầu khách hàng chưa ạ? Trên 200 triệu, 275 triệu, còn 265 triệu bao rút hồ sơ. Biển Hà Nội có biển 30 luôn. Màn hình giải trí Android, điều hòa nóng lạnh hai vùng, túi khí an toàn, vô lăng thiết kế 4 chấu, ghế da đẹp luôn. Không đâm xô và không ngập nước, có Innova của em Hương đây ạ. À, anh Nguyễn Trung ơi, thật sự là xe em bán trong ngày, nếu như anh tin tưởng em Hương, anh chỉ cần cọc cho em Hương thôi, 5 hoặc 10 triệu em sẽ giữ xe cho anh sang tháng 8. Bây giờ sang tháng 8 còn hơn 10 ngày nữa thì làm sao mà còn xe hả anh? Xe bây giờ là bán trong ngày rồi, mặc dù là nhiều bác quan niệm tháng 7 là mình không mua bán lớn. Nhưng bên em Hương anh thấy là nếu mà để ý em đấy, ngày nào cũng bán 4 đến 5 xe trên một ngày nhá, không nói là một tháng đâu mà là một ngày anh ạ. Thì anh phải biết rằng xe em bán như thế nào. Nên nếu như mà anh tin tưởng, anh chốt cọc 5 triệu, 10 triệu và Hương ơi giữ xe cho anh. Đến mùng 2 tháng 8 đẹp ngày anh xuống xem xe, nếu như anh ưng thì anh lấy xe, còn anh không ưng thì em Hương sẽ hoàn trả lại tiền cọc cho anh. Nói trực tiếp trên livestream ạ. Bán hàng nó phải có cái tâm và có một cái tầm. Chứ nếu như các bác mà sợ một cái doanh nghiệp lớn có hàng trăm nghìn đầu xe như thế này mà các bác sợ em Hương lừa cọc thì nó là đẳng cấp khác các bác nhá, nó là dưới đẳng cấp của em ạ. Cho anh xem i10 2014 185 triệu. Ok bác Phạm Hùng luôn. Bác Phạm Hùng đợi em một chút để em hình dung nó là đang nằm ở khu vực nào nhá. Có i10 195 triệu, mặc dù xe cỏ trên 100 triệu vẫn bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Còn 185 triệu cho chiếc xe i10 2014 nhập ấn của em Lê Hương. Trực tiếp trên livestream cắt xả luôn cho mình. Giá nói luôn cho livestream các bác nhận đây rồi. Anh Phạm Hùng ơi, để lại số điện thoại, hình ảnh, video. Em sẽ gửi qua Zalo cho mình. i10 đời 2014 bản nhập ấn, động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Dù các bác có đi gia đình, có đi dịch vụ thì dòng xe i10 chấp hết những dòng xe khác. Vì sao ạ? Vì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó thấp. Ăn ít xăng, máy số thì không sợ vì hỏng vặt. Rất là lành. Nội thất bên trong cũng cực kỳ gọn gàng, sơn si sạch đẹp rồi. 195 trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ với cái giá mà em Lê Hương dám bán, còn 185 triệu. Xe đẹp giá hợp lý ạ. Cảm ơn bác Giang Hân, chào bác Xuân Hồng, chào bác Hiệp Văn. Chào anh Văn Mạnh này. Honda City Top đời 2017, động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp màu trắng đây. Giá chào bán là 455 triệu. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, cam lùi, cam hành trình, máy eco, màn hình Android siêu to khủng lồ luôn, có hết rồi. Các bác chỉ việc cọc cho em sẽ ship xe tận nhà cho mình kiểm tra. Mang ra hãng nào, thích hãng nào thì test hãng đấy cho em nhé. Em chào bác Văn Mạnh, chào bác Trường Giang. Lắng quá các bác ạ. Còn nếu như trên 200 triệu thì các bác ơi, CDX là một trong những cái gợi ý em Hương muốn nhấn mạnh cho các bác này. Hơn 200 triệu, từ 245 cho đến 255 triệu là các bác có thể sở hữu rất là nhiều những mẫu xe này. CDX này, số tự động đẹp này, nhập khẩu này, cửa sổ rồi này, đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí và la răng thể thao. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Phạm Hùng rồi.
Anh Phạm Hùng ơi, anh có thể đến xem xe hay là nhờ em Hương tư vấn ship thì các anh cứ kết nối Zalo cho em sẽ tư vấn cho mình. Fiat 2015 số sàn không em, màu vàng cát thì xin lỗi các bác, là em dừng giao dịch màu vàng cát về làm dâu Quảng Ninh rồi, có bác cái cọc mất rồi. Cọc 100 triệu cho em Hương vào chiều ngày hôm kia để rút hồ sơ, để các bác đấy về vào tên rồi, nên là em dừng giao dịch Fiat 2016 màu vàng cát nhá. Em còn 2016 màu đen và em còn 2015 màu bạc. Anh Nguyễn Tuấn nhanh nhá. Còn màu đen và màu bạc anh nhá, còn màu vàng cát thì làm dâu Quảng Ninh rồi, Tiên Yên Quảng Ninh rồi ạ. Đẹp quá, mát trời, thích quá mà vẫn chưa đủ tiền. Anh ơi, anh mặt trăng mặt trời ơi, cố lên anh. Bây giờ xe ô tô nó không phải như ngày xưa mà nó nghĩ rằng nó sẽ to tát đâu. Mà đến với em Lê Hương thì giá chỉ bao nhiêu? Hôm trước em bán chiếc này có 58 triệu đấy anh này. 58 triệu có xe ô tô đi này. 195 triệu trên livestream còn 185 triệu này. 75 triệu trên livestream còn 70 triệu có xe ô tô đi. Đây các bác này. Chiếc xe Matiz em Hương về đúng 2 hôm bán rồi ạ. Xe đã bán này. Đấy các bác đâu. Khi các bác mà đã cọc tiền cho em Hương rồi thì em sẽ ghi luôn cho đây là xe đã bán, là em sẽ không được phép bán xe của các bác nữa, mà các bác đến xem xe, đến xem xe trực tiếp. Đấy, đấy là cái phương châm làm việc của em Hương các bác nhé. Em chào anh Lê Ngọc Châu, chào anh Lo Văn Thực, chào anh Nguyễn Ngọc Tú, này, chào bác Đại Đạt, chào anh Hùng Cường. Rất là nhiều xe mà giá cực kỳ hợp lý luôn. Bên đây thì em còn có Mazda 6 này, Mazda 6 đời 2004, biển 37, bản sedan 2 đầu. Nếu như nói về Mazda 6, các bác phải nghĩ ngay là cái dòng xe nó quá là đắt tiền, nhưng không ạ. Đến với em Lê Hương, Mazda 6 chỉ là 178 triệu thôi. Kết hợp đèn pha này, đèn halogen, đèn bi sa lông, đèn phá xương, rất là nhiều đèn kết hợp với nhau tạo thành cái đèn pha cực kỳ đẹp luôn. Bản sedan 2 đầu, động cơ trang bị 2.0, 178 triệu có xe Mazda 6 cho khách hàng nhà mình đi. Điều hòa mát lạnh, rộng rãi này, nội thất ghế da zin. 176 triệu có Mazda 6 đi rồi, thì tội gì mà phải đi xe máy ạ. Với cái thời tiết sáng thì mưa, trưa thì nắng, thì biết cầm ô hay là cầm áo mưa hay là cầm áo nắng đúng không ạ. Đây là các bác ơi, chia sẻ lên cho em Lê Hương, em sẽ để cho mình một cái giá cực đẹp luôn ạ. Cảm ơn anh bác Lê Ngọc Châu. Bác Ngọc Châu quan tâm mẫu nào thì bình luận ở đây, em sẽ tư vấn và quay video trực tiếp cho mình nhé. Em chào anh Lê Trung Hiếu, chào bác Xuân Cường, chào bác Thanh Vũ. Bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe này, một chiếc xe Kia Morning Van. Van là gì? Van là biển D, mà biển D sẽ là đăng ký 2 chỗ ngồi. Một chiếc xe có thể là vừa chở người, vừa chở hàng. Hôm trước thì em bán một chiếc cho một bác cai xây, chuyên để cho vợ nhà mình là đi chở sơn thôi. Chở sơn, bác cai sơn ạ, chở sơn thôi. Lên chiếc xe là mà đăng ký biển D sẽ là vừa chở người, vừa chở hàng các bác nhé. Kia Morning Van đời 2013, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.0, giá chào bán là 238 triệu. 238 triệu lên màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da xịn sò rồi. Bác nào quan tâm và yêu thích dòng xe Kia Morning siêu bán tải như này, các bác nhìn này, đây là hàng ghế thứ hai. Nhưng mà khi các bác hạ xuống thì nó như một cái giường luôn. Nó như một cái giường, các bác có để tủ lạnh, máy giặt, các bác có đi lắp đặt các thiết bị, thợ sơn, thợ điện thì đều ok cho em. Đi gia đình cũng cực kỳ tuyệt vời. 238 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 230 triệu bao rút hồ sơ. La răng xịn sò luôn các bác nhé. La răng xịn sò luôn. Các bác chỉ việc chia sẻ này, để lại số điện thoại, thế là đã mua được xe của em Lê Hương với giá cực đẹp rồi. Còn BMW đây, hiện tại em Hương đang sẵn hai chiếc xe BMW mui trần. Hôm nay thì em hạ hẳn mui xuống cho các bác nhìn nhé, tổng thể về xe. La răng thể thao BMW 335i, động cơ trang bị là 3.0. Ôi dồi ôi, động cơ trang bị 3.0 nghe phát ôi dồi ôi luôn đúng không ạ? Nhưng em này là máy turbo. Máy turbo nên em này chỉ với 10 lít trên 100km thôi. Vì em này sinh ra không phải là để chở dịch vụ, mà em nó là dịch vụ cao cấp hơn. Ví dụ các bác có thể đi gia đình này, đi chơi, nếu như cái tầm tiền kinh tế mình có 700 thì các bác có thể đi chơi này. Và thêm nữa là dịch vụ hoa cưới hỏi các bác nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Khẩu lại nghe gọi trên vô lăng, hỗ trợ gãy số thể thao. Hiện tại em Hương đang sẵn hai chiếc xe BMW mui trần. Gương kính thì không viền, thiết kế thì hai cánh cửa cực xinh đẹp luôn. Em chào anh Chiên này, em chào anh Trần Văn Chiêm, chào anh Huy Thọ, chào anh Nguyễn Đình Lan, chào anh Hạnh Sơn, chào bác Hoàng Văn, chào bác Nhựa Hoàng.
rất là nhiều mẫu xe mà em Lê Hương đã livestream báo giá cắt lỗ cũng như là bớt dâu cho mình. Nên các bác có quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent đây. Em chào anh Văn Khương, anh Văn Khương ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Hyundai Accent đời 2019 xe lữ sử dụng. 2019 là về Việt Nam chơi. 2020, 2021, 2022 35 dịch liền rồi không sang Hàn Quốc được. Đến đầu năm vừa rồi là bác đấy quyết định là sang bên Hàn Quốc cùng với chồng của mình. Nên đã để xe lại cho người nhà đi, nhưng người nhà thì rất là nhiều xe không đi đến nên đã quyết định bán lại chiếc xe này. Xe lữ sử dụng đời 2019 số tự động đẹp, Accent 495 triệu. Chỉ về Hàn Quốc về Việt Nam chơi đã mua xe mới lần từ hãng rồi. 3 năm rồi không đi đến lại bán lại cho em Hương. Các bác nào mà mua được chiếc xe này quá là hời luôn vì xe đi quá là ít luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng hỗ trợ chống trơn trượt cho em. Accent màu đỏ đẹp 2019 495 triệu. Còn quan tâm về cờ rui thì em có rất là nhiều cờ rui. Cờ rui số sàn nhé. Đời 2011 với lớp sơn màu đen đẹp bản sedan 2 đầu. Động cơ trang bị 1.6 bản lắp ráp trong nước. 240 triệu cho chiếc xe cờ rui đây ạ. Còn nếu như mà thích Kia Morning thì em vừa có số sàn này. Một dàn số sàn và rất là nhiều màu luôn. Kia Morning bản SI đời 2014 đời 2015. Đăng ký lăn bánh là 2016. La răng hoa mai dạng mới, đèn bi salon. Nội thất bên trong thì cực kỳ đẹp luôn. Kia Morning bản SI nên màn hình giải trí điều hòa auto cho em nhé. Điều hòa em này sẽ là auto cho em này. 255 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay để cho mình còn 245 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây ạ. Với cái tông màu gọi là gì, màu titanium hay là lôm la gọi là cái màu lông chuột đấy ạ, nhìn cực đẹp luôn. Em chào anh Nguyễn Hoàng Anh, chào anh Duy Anh, chào anh Thanh Kiếm này. Rất là nhiều xe đang được chào bán, các bác chỉ việc quan tâm mẫu xe nào kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Bên đây thì em còn có Mazda 3 này. Em xin lỗi nhé, Mazda 2. Mazda 2 đời 2015 số tự động đẹp bản lắp ráp trong nước, form dáng hatchback nhé, nhỏ xinh nhưng không hề bị ngắn này, nội thất bên trong hay là form dáng đều đẹp. Mazda 2 đời 2015 số tự động màu đỏ đẹp, biển 14 Quảng Ninh. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 335 triệu cho chiếc xe Mazda 2. 335 triệu còn 325 triệu số tự động đẹp ạ. Có bán tải không? Có bán tải luôn anh ơi. Có bán tải luôn. Một chiếc xe bán tải với lớp sơn màu trắng đẹp, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Được sản xuất vào năm 2017, số tự động đẹp một cầu máy dầu. Bán tải Nissan Navara với lớp sơn màu trắng biển Hà Nội 29 này. Em đang bán với giá là 530 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, cắt trực tiếp trên livestream 20 triệu đồng trên chiếc xe này, còn 510 triệu đồng. Đến xem xe em vẫn bao hồ sơ, vẫn bớt tiếp cho mình. Nissan Navara đây các bác này. Màn hình giải trí này, bán tải cực đẹp luôn, không đâm xô, không ngập nước. Và em này là máy dầu, lên thùng thấp rồi các bác nhé. Lên thùng thấp rồi, màu trắng đẹp đây. Cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ, biển 29C. Có bán tải Nissan Navara đi. Có bán tải Nissan Navara. Bên đây thì em còn có một chiếc bán tải Isuzu D-Max đây. Em này cũng là biển 29 nhá. Biển 29C bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu. Nếu như chiếc Nissan Navara kia là số tự động 1 cầu thì em bán tải Isuzu D-Max này là 2 cầu số tự động đây. Nissan thì trên vô lăng chưa có tổ hợp phím bấm này, nhưng em này thì có luôn nhá. Isuzu D-Max bán tải đời 2016 và đăng ký lăn bánh cuối tháng 12 2017. Túi khí an toàn, nghe gọi rảnh tay trên vô lăng, tăng giảm âm lượng. Có cam hành trình và cam màn hình này. Có màn hình, cam hành trình và có luôn cả màn hình cam hành trình. Chiếc xe này em đang chào bán với giá là 535 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, Isuzu D-Max lên thùng cao chỉ còn 510 triệu đồng thôi. Chiếc kia bớt 20 triệu nhưng riêng chiếc này bớt cho mình là 25 triệu luôn. Em này lên thùng cao rồi. Anh Lo Văn Thực ơi, để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn cho mình. Một dàn lốp còn nguyên zin theo xe. Lốp sơ cua thì mới hạ được cách đây mấy hôm thôi. Mấy hôm thôi ạ.
dế ghế da zin, một chủ tư nhân sử dụng máy số zin, không đâm xô, không ngập nước, sơn zin lên đến 98%. Máy số zin 100% luôn, ghế da cũng là ghế da zin đẹp luôn. Isuzu D-Max 535 triệu, còn 510 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Quá là nhiều xe đẹp luôn, bán tải đây. Các bác nhìn này, 535 triệu mà giờ còn có 501 thì có phải giá quá là ok không? Em cảm ơn anh Đỗ Trung rất là nhiều. Anh Đỗ Trung ơi, chia sẻ cho em đây Hương đi ạ. Bên em Hương nhiều xe đẹp lắm ạ, mà giá mà đã đến tay em Hương thì em Hương sẽ làm thế nào? Cân đo đong đếm làm sao để các bác có thể mua được xe với giá đẹp, chất lượng xe không đâm xô và không ngập nước. Hello em gái Lê Hương, salon nhiều xe chất giá cả thì quá ok. Em cảm ơn bác Trương Nguyễn ạ. Xe thì nó có nhiều loại xe, nhất là dòng xe cũ. Trên mạng thời đại 4.0, 5.0 các bác có thể thấy rằng khi mà các bác mở Facebook, mở YouTube ra, các bác chỉ cần quan tâm về ô tô thôi là nó sẽ ồ ạt, nó sẽ chảy vào máy của mình cho các bác xem. Nhưng để mà tồn tại được theo mãi mãi thì nó là phải làm bằng cái chất lượng xe thì mới tồn tại được. Không ai đi mua xe giá rẻ hay là xe giá đắt với cái giá mà xe lát cả. Nên các bác cứ theo dõi đi ạ. Một ngày em Hương chốt đến từ 5 đến 10 đầu xe, khách hàng người ta cũng rất là thông thái luôn. Giá cả nó chỉ là một phần thôi. Nếu như rẻ hơn 3-40 triệu mà đâm xô thì không ai người ta mua. Mà nếu như xe mà đã tranh nhau cùng một đời xe mà hơn nhau 3-40 triệu thì chắc chắn nó có vấn đề. Chắc chắn là xe có vấn đề. Nên các bác mua xe thông thái cho em nhé. Xe đẹp thì sẽ không có rẻ, mà sẽ có đúng giá, chứ không hề có đắt. Đắt là người ta không tồn tại được trong cái xã hội này đâu ạ. Nên các bác mua xe cứ yên tâm đi ạ. Ở đây thì em còn có 5 chỗ ngồi gầm cao này. Tucson đời 2010, số tự động đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa auto tự động, có khóa cầu V-Side, ghế lái chỉnh điện, 5 chỗ ngồi gầm cao, màn hình giải trí, sấy sưởi ghế có, điều hòa ghế có luôn. Xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng này, đèn bi salon. Tucson 2010 em Lê Hương đang chào bán với giá là 438 triệu. 438 triệu cho chiếc xe Tucson. Em Hương đang sẵn 3 đầu xe Tucson các bác nhé. 3 đầu xe Tucson, một trong những cái dòng xe làm lên tên tuổi của dòng Hyundai. Đó là Tucson này, các bác kén biển, em có biển luôn. Đèn bi salon, giải đèn nét, nhiều đồ chơi em cũng có luôn. Máy số zin bao test hãng toàn quốc em bao cho mình luôn. 438 triệu ạ. Còn 428 triệu các bác chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Em chào bác Phạm Khánh Hy Huy, chào bác Hồ Toàn, chào bác Nguyễn Trúc, chào anh Lương Đỗ này. Bên đây em còn có Mazda nữa đây. Một siêu phẩm Mazda 3 đời 2009, bản nhập đài, số tự động đẹp. Với cái động cơ trang bị là 1.6, số tự động đẹp. Mazda 3 em Lê Hương đang chào bán đây, 299 triệu, biển 15 Hải Phòng. Đèn bi salon này, giải đèn LED, la răng 5 chấu thể thao, phanh ABS, cam 360, cửa sổ trời đầy đủ cho em. 299 triệu cho chiếc xe Mazda 3, bản nhập đài, màn hình Android VTEC cỡ lớn này, đèn DL start top khởi hành. Giá chỉ có hơn 200 thôi, 299 triệu, còn 289 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Em chào bác thiết kế thi công nội thất này, chào anh... Đọc tên khó quá, không biết đọc như nào. Chào anh Huỳnh Minh Hiếu này, em chào anh Trân Bùi này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở đây thì em còn có Kia Morning này. Kia Morning đời 2012, số sàn 1.2. Em đang bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 215 triệu. Kia Morning với lớp sơn màu trắng đẹp đời 2012, 215 triệu. Lên màn hình giải trí đầy đủ rồi. Em cảm ơn anh Đinh Hiếu nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. i10 bản thiếu, i10 bản đủ, bản sedan hai đầu em đều có nhé. Đây là chiếc xe i10 bản hai đầu với lớp sơn màu trắng đẹp, đời 2016, động cơ trang bị 1.2. Bản thiếu 1.2 em đang bán là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe i10, còn 245 triệu bao rút hồ sơ tớ tại khách hàng nhà mình. i10 hatchback tự động em cũng có luôn, biển 37 là bản đủ nhá. Em i10 là em Hương đang bán với giá là bao nhiêu tiền nào? 2015, giá chào bán là 328 triệu, lước sơn màu trắng đẹp, gương kính cụp chỉnh auto, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Em này để chìa khóa để trong kia rồi. Ghế da cực kỳ đẹp cho em luôn.
có đề lổi khởi hành start top này, màn hình giải trí này, túi khí an toàn và phanh ABS. Điều đặc biệt khi các bác mua xe i10 với bản thủ đủ và bản thiếu sẽ có phanh ABS này, túi khí này, có hỗ trợ các phím bấm ở trên vô lăng, tiện nghi vào đấy rồi. Em chào anh Trần Quân này, chào anh Bình Phạm này. Ở đây bác nào quan tâm về chiếc xe Xpander thì không có không ạ? Một trong những dòng xe 7 chỗ ngồi mà khi ra mắt thị trường làm cho Innova và những dòng xe khác điêu đứng luôn. Làm cho những dòng xe 7 chỗ ngồi khác điêu đứng luôn. Xpander đời 2020, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.5, máy eco biển 99 với nước sơn màu nâu đẹp. Mặt đèn pha phía trước cực lớn luôn. 590 triệu cho chiếc xe Xpander 2020, số tự động đẹp. Xin nhan tích hợp trên gương. Phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Và em này lên la răng cực kỳ đẹp luôn. Hôm trước thì em có bán một chiếc xe Xpander về Cẩm Giàng, Hải Dương, một chiếc về Thanh Hóa, một chiếc về Nghệ An. Thì hôm nay không biết rằng chiếc xe này của em Hương sẽ lên duyên về làm dâu tỉnh nào đây ạ. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh Trần Quân nhé. Xpander đây, nếu như nói về Xpander thì em Hương lúc nào cũng sẵn Xpander luôn. Số tự động đẹp 2020, hỗ trợ trơn trượt, khẩu lệnh nghe gọi rảnh tay trên vô lăng. Em này cũng có luôn cả ga tay tự động cruise control nhé. Khi mà đi lưu hành trên đường cao tốc thì em này là một trong những cái dòng xe rất là nhàn luôn. Số tự động đây rồi. 590 triệu bao rút hồ sơ, bớt thêm cực sàn cho mình. Các bác muốn mong muốn mua chiếc xe này với giá nào thì bình luận ở phía dưới cho em nhé. Và cùng chị em chia sẻ hết buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Fortuner. Xe cao vật vã to đùng ngã ngửa luôn. Fortuner máy xăng một cầu số tự động đời 2013. Em đang chào bán với giá là 450 triệu. 450 triệu cho chiếc xe Fortuner. Bác là phải từng đi Fortuner rồi. Và nhất là những bác nam thì mới thích dòng xe Fortuner. Còn nếu như em là nữ thì em nhìn cảm giác cái dòng này hơi to. Hơi to, nhưng các bác nào là nam thì đi rất là sướng luôn. Máy số của Fortuner các bác đã từng đi trải nghiệm rồi thì rất là sướng nhé. Nếu như em là nữ thì em chỉ thích xe 5 chỗ ngồi sedan bình thường thôi, như Accent hay Vios thôi. Nhưng các bác mà đã thích sự khỏe khoắn, thể thao, phong cách thì Fortuner đây ạ. 450 triệu, còn 440 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Vios thì hôm trước em bán chiếc màu vàng cát rồi. Hôm sau em lại về luôn một chiếc 2018 và 2015 đều là màu bạc. Ở đây em có Vios đời 2015, biển 30A nhé, Vios 2015 đây. Động cơ trang bị 1.5 số sàn, 350 triệu, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Xin nhan trên gương và em này là bản e xịn. Bản e xịn, em 2015 này thì vẫn là máy đen các bác nhé, vẫn là máy đen. 350 triệu, còn 340 triệu cho chiếc xe Vios vừa mới về đây. Em còn chiếc 2018 nữa nhưng mà hôm nay thì thợ nhà em lại đánh đi để làm xe công vụ. Để đi bắt một chiếc xe Honda City về rồi nên là chưa về. Màn hình giải trí điều hòa mát lạnh cho em ạ. 340 triệu Vios 2015 chốt trên livestream cho em để được giá đẹp ạ. Cảm ơn bác Thơm Lê rất là nhiều. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Với địa chỉ giao dịch duy nhất là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và số hotline của em Lê Hương là 035 460 2790. Bác nào còn quan tâm cần tư vấn về dòng xe nào hoặc có mục đích mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng thì các bác ơi để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình nhé. Hôm nay em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Ui nóng quá. Em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây các bác ạ. Em cởi áo lắng ra lắng quá luôn. Em chào bác Phạm Khánh Ngân này, chào bác Nguyễn Thành Trung này. Chào bác đợi em cuối con đường này, thật sự là quá là nóng luôn, mồ hôi bết bát luôn. Các bác ơi chia sẻ cho em Lê Hương, đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang của em Hương các bác nhé. Giá thì em sẽ để cho mình một cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Các bác ơi đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Số hotline của em Hương em sẽ ghi ở đây rồi, 035 460 2790. Em cởi áo anh ạ. Cởi áo xong là quên cho lau mồ hôi tết tát ra.
Cảm ơn tất cả khách hàng đã xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. À, em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Đấy, nó bị lắng, nó cứ chói vào ấy. Bên em thì luôn cung cấp cũng như là mua bán những dòng xe ô tô đã qua sử dụng, giá chỉ từ 58, 60 triệu, thậm chí là 75 triệu em cũng có nhá. Em cảm ơn bác Nguyễn Đình Dũng này. Quan tâm về những mẫu xe như là Vios này, Kia Morning này, hoặc những dòng xe như Hyundai i10, hoặc những dòng xe cao cấp hơn thì em có BMW này, CRV và Xpander, rất là nhiều dòng xe. Con chào cậu Thiết Đồng ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Những bác nào vừa rồi đã để lại số điện thoại thì bây giờ em Hương sẽ xuống tư vấn trực tiếp cho mình. Còn bác nào muốn đến chạy thử xe và cảm nhận được chất lượng của xe thì các bác có thể đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Mặt đường 62m nhé, em nằm ngay chân cầu Lộ Cương thôi, cạnh trường Đại học Hải Dương ạ. Còn những bác nào mà thật sự tin tưởng thì có thể chốt cọc cho em. Ví dụ như mà các bác ở gần có thể chốt cọc 5-10 triệu em sẽ đến đánh xe trực tiếp cho mình. Trực tiếp đánh xe trực tiếp đến tận nhà mình luôn nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.